quý vị, vào ngày 21 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Vừ Bá Tính, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Nghệ An, và Nhia Hơ, sinh năm 1993, quốc tịch Lào, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, hai bị cáo được một người Lào thuê vận chuyển 200 kg ma túy từ Lào về thành phố Hồ Chí Minh để giao cho một người đàn ông và được trả công là 20.000 đô la Mỹ. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, cả hai đã đến khu vực biên giới nhận số ma túy đã được chất sẵn trong xe ô tô. Và đến khoảng 12 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2020, khi hai đối tượng đang điều khiển xe trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Quốc Đăng, huyện Cư Mờ Ra, Đắk Lắk thì bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Trong lúc đang kiểm tra thì hai đối tượng bất ngờ bỏ chạy và bị lực lượng công an vây bắt. Kiểm tra trên xe, tổ công tác đã phát hiện có 8 bao tải, bên trong có chứa 200 gói ma túy đá với trọng lượng là 200 kg. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Vừ Bá Tính và Nhia Hơ cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người rơi từ chung cư xuống đất tử vong. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút vào ngày 21 tháng 10, người dân đã nghe thấy tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời chung cư Idico, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nên chạy tới xem thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong phía dưới. Tại khu vực tầng 19, người dân phát hiện một số vỏ lon bia và đồ ăn thừa tàn thuốc. Theo một cư dân, vào khoảng trưa cùng ngày, người đàn ông vào khoảng 35 tuổi này đã đi vào chung cư, lên lầu 19 rồi ngồi ăn uống một mình. Sau khi người này ăn uống xong thì xảy ra vụ việc. Nhận được tin báo, công an quận Tân Phú đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm điều tra. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không phải là cư dân tại chung cư này. Thưa quý vị, những ngày gần đây trên địa bàn thị xã Cửa Lò có mưa to gió lớn, sóng biển dâng cao từ 3 đến 5 mét. Các đợt sóng biển liên tục đánh vào bờ dữ dội đã khiến cho tuyến bờ kè dọc bãi biển Cửa Lò bị hư hỏng nghiêm trọng, uy hiếp đến các ki ốt kinh doanh tại đây. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Tại vị trí giáp quảng trường Bình Minh, một đoạn dài chân kè đã bị sóng đánh gãy đổ, khoét sâu vào bên trong. Còn phía giáp đảo Lan Châu, giò đá chắn bên ngoài đã bị biến dạng, lớp bê tông trên bề mặt bị vỡ vụn, nhiều vị trí xảy ra sụt lún, tạo thành các hố sâu, uy hiếp sự an toàn của các ki ốt kinh doanh. Thống kê cho thấy có hơn 100 mét bờ kè bị hư hỏng nghiêm trọng. Vừa rồi đó là chúng là sóng lồng cá đến 3 đến 5 mét. Nó lùa vào các ký ốt. Vì nói chúng tôi ở đây thường xuyên mà, cho nên tôi chứng kiến được sóng với gió ảnh hưởng đến nhiều. Trước đó, vào năm 2020, hệ thống kè chắn sóng cũng từng bị tàn phá do cơn bão số 7. Có 4 đoạn kè với chiều dài khoảng 600 mét bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau đó, để phục vụ mùa du lịch biển, thị xã Cửa Lò đã sửa chữa tạm thời bằng nguồn xã hội hóa có giá trị 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện các điểm này tiếp tục hư hỏng do mưa bão. Trong cái cơn bão số 8 này, thì hiện nay thì sóng biển cao 3 đến 5 mét, thì đã làm hỏng gần 100 mét kè. Thì hiện nay thị xã đang gấp rút, tức là đẩy nhanh tiến độ của cái dự án khắc phục cấp bách 4 đoạn kè để đưa vào sử dụng đến tháng 10. Năm 2022 sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, để phục vụ du lịch thì ban quản lý dự án cùng với nhà thầu và cố gắng đẩy nhanh càng sớm càng tốt để phục vụ du lịch trong năm 2022. Được biết, hiện thị xã Cửa Lò đang triển khai dự án khắc phục 4 đoạn kè từ đảo Lan Châu đến Cửa Hội có chiều dài 1,1 km với tổng mức đầu tư 42 tỷ đồng. Và sáng ngày 22 tháng 10, các lực lượng chức năng triển khai các phương án để cứu hộ tàu Glory Future của Hồng Kông Trung Quốc bị mắc cạn trên vùng biển Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị từ hôm ngày 17 tháng 10. Tàu hàng Glory Future đã ký hợp đồng cứu hộ tàu với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung tại Đà Nẵng. Theo đó, huy động 4 tàu, trong đó 2 tàu kéo có công suất 5.600 mã lực đến 7.000 mã lực của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và 2 tàu thực hiện ứng phó với sự cố tràn dầu của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng công ty Sông Thu Bộ Quốc phòng với hơn 39 người tham gia cứu hộ. Có 2 phương án để cứu hộ tàu Glory Future. Thứ nhất là dùng 2 tàu để thực hiện ứng phó với sự cố tràn dầu. Sau đó cho một tàu nhỏ vào răng dây và dùng 2 tàu kéo có công suất 5.600 mã lực và 7.000 mã lực để kéo tàu ra khỏi vùng mắc cạn. Phương án thứ hai là nạo vét một luồng mới trên biển để kéo tàu ra.
các lực lượng cứu hộ tận dụng thủy chiều lên để tiến hành kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Trung thuộc Tổng công ty Sông Thu Bộ Quốc phòng đưa hai tàu với các thiết bị phao quay triển khai các phương án để xử lý kịp thời nếu có sự cố tràn dầu xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của cô gái trẻ do bị rơi trong hầm thang máy. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ vào ngày 19 tháng 10 tại một tòa nhà cao tầng trên phố Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Nạn nhân là một cô gái trẻ sinh năm 2000, trú tại phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Vào thời điểm trên, người này cùng bạn đi thang máy từ tầng 8 xuống tầng của một tòa nhà thì thang máy gặp sự cố tại tầng 7, bị mắc kẹt bên trong. Hai người đã gọi cứu hộ thang máy và được bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa thang máy. Trong lúc trèo từ tầng 7 ra thì một người bất ngờ bị rơi theo hầm thang máy xuống tầng 1. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào bệnh viện Saint Paul cấp cứu. Giang vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đó là Trần Thanh Tuấn, 33 tuổi và Nguyễn Thanh Long, 31 tuổi, cùng ngụ ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào tối ngày 18 tháng 10, Tuấn được một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh thuê đưa 16 người qua Campuchia. Người này sau đó đã chuyển khoản cho Tuấn 12 triệu đồng. Và tối ngày hôm sau thì Tuấn thuê xe ôm và dùng ô tô chở 7 người từ nhà trọ Huyền Trân ở xã Phước Hưng đi Campuchia. Khi đến thị trấn Long Bình, Tuấn đã bị cảnh sát bắt giữ. Từ lời khai của Tuấn, cảnh sát khám xét nhà trọ Huyền Trân phát hiện 9 người đang chờ xuất cảnh trái phép. Sau khi Tuấn bị bắt quả tang về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, đồng phạm Nguyễn Thanh Long đã đến cơ quan công an để đầu thú. Long khai nhận trước đó vào ngày 17 tháng 10 đã cùng Tuấn đưa 4 người vượt biên trái phép sang Campuchia chót lọt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến cho những thiết bị y tế hỗ trợ điều trị tại nhà ngày càng trở nên đắt đỏ. Và gần đây, khi một số người tìm mua máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 và nhịp tim gia tăng, thì sản phẩm này đã ngay lập tức được bày bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử và với mức giá thì chỉ từ vài chục cho tới vài trăm nghìn đồng, mặc dù trước đó có giá bán không dưới 800 nghìn đồng. Vậy thì liệu rằng mức giá rẻ có đi kèm với chất lượng tốt hay không? Phóng viên của VTC14 đã vào cuộc để tìm hiểu thực hư phía sau câu chuyện này. Đây là một sản phẩm đo nồng độ oxy trong máu SPO2 mà tôi đã đặt mua ở trên trang mạng xã hội với mức giá là 60.000 đồng. Quảng cáo là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Sau khi đặt về thì tôi nhận được một sản phẩm như thế này. Và thực hư của nó ra sao? Liệu hiệu quả của nó đã an toàn và những cái thông số sử dụng cũng giống như là cái việc sử dụng của nó có hiệu quả hay không? Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trần Nhật Quân. Vâng, thông với ông có đánh giá như thế nào về dòng sản phẩm này? Với những sản phẩm như thế này, thứ nhất là rõ ràng không có nguồn gốc thì không ai đảm bảo được tính chính xác của nó. Và thực tế thì trên cái quá trình mà chúng tôi đã so sánh thì những thiết bị này nó không chính xác. Nó chỉ đo được một cái nồng độ bão hòa oxy ở cái giải cao là từ 90 đến 100 thì có thể là chính xác, là chênh lệch 1 đến 2%. Nhưng mà thấp hơn thì nó không đo được. Vậy cái việc đấy là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà theo dõi điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân COVID. Mức giá tốt, cam kết uy tín, chất lượng là quảng cáo quen thuộc của nhiều gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Thế nhưng, sản phẩm nhận về lại không như mong đợi của người tiêu dùng. Tôi mua 10 cái thì số lượng bị hỏng nó đến 3 cái là nó đã bị hỏng và không thể sử dụng được. Ngoài ra thì những cái mà có thể sử dụng được thì cái đầu dò, cái cảm biến của thiết bị máy thì nó nhận rất là chậm. Ngoài ra thì khi mà tôi thử bằng cách là tôi chạy tại chỗ hoặc là tôi chống đẩy 20 cái thì cái máy mà rẻ tiền thì nó nhận cái sự thay đổi rất chậm. Trong vài người mua hàng, phóng viên liên hệ với một số điện thoại xưng danh đại lý cung cấp máy đo SPO2 trên mạng. Nhưng khi hỏi về giấy phép kinh doanh, thì được người bán chia sẻ về nguồn gốc thật của sản phẩm như thế này. Không, em mấy hàng này nó không có đâu em. Cái này nhập Trung Quốc em. Mấy hàng mà giá còn 700-800 ngàn trở lên á, mới có sơ sơ quy. Còn mấy hàng mà giá tốt, giá rẻ thì không có. Mặc dù mới trước đó, người bán này còn khẳng định các loại sản phẩm đều từ một nguồn. Ví dụ anh bán cho mấy cái đại lý thì có thể nó bán ra ngoài là khoảng 200,
200 rồi, nó cấp cho đại lý cấp 2, cấp 3 rồi, nó cấp cho thuốc rồi, nhân dân giá đội lên 700-800 ngàn cái nè. Hơn nữa, theo quy định, để kinh doanh những thiết bị y tế này, người bán cần được cấp phép của Bộ Y tế. Do đó, nếu không có giấy phép thì đồng nghĩa với việc đó là hàng lậu. Hiện tại thì cái sản phẩm đo SPO2 như thế này được xếp vào phân nhóm rủi ro là loại C. Thì tức là nó sẽ phải có giấy phép lưu hành do Bộ Y tế cấp. Thì khi mà nộp hồ sơ lên trên Bộ Y tế thì họ sẽ kiểm tra hết từ các thông tin gồm nhà sản xuất, rồi là những chứng chỉ CE, rồi ISO 13485 xem có phù hợp không thì họ mới cấp giấy phép lưu hành. Thì đấy với là những sản phẩm được kiểm định. Như sản phẩm này thì chắc chắn là không. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khi người bệnh có chỉ số SpO2 dưới 94% sẽ được chỉ định thở oxy và vận chuyển đến khu vực cấp cứu để theo dõi về điều trị. Sẽ ra sao? Nếu bệnh nhân tin vào những chiếc máy đo SpO2 giá rẻ cho kết quả không chính xác này để tự theo dõi sức khỏe tại nhà.